Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của BYN TV 57.3. Hưng Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có nhiều tin tức cập nhật nóng hổi liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại Việt Nam. Đặc biệt, dư luận lo ngại việc gà độc nguyên con của Trung Cộng bán tràn lan với giá siêu rẻ tại Hà Nội, cùng với việc công an khám phá đường dây gái mại dâm là người mẫu diễn viên điện ảnh phục vụ cho giới đại gia và nhiều tin nóng khác. Chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị, nhưng trước hết là bản tin liên quan đến vụ đại biểu Quốc hội bà Hoàng Yến. Bà Hoàng Yến bị Quốc hội bãi nhiệm. Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã chính thức bãi nhiệm tư cách đại biểu của bà Đặng Thị Hoàng Yến tại phiên họp kín sáng nay 26 tháng 5. Truyền thông trong nước cho biết có 473 trên tổng số 500 đại biểu tham gia buổi bỏ phiếu. Theo kết quả công bố, có 457 phiếu tán thành, 16 phiếu không tán thành việc bãi nhiệm. Như vậy, bà Hoàng Yến chính thức không còn là đại biểu Quốc hội và Quốc hội hiện nay chỉ còn 499 đại biểu. Bà là trường hợp thứ 3 bị Quốc hội bãi nhiệm. Phải nhắc lại, năm 2005, ông Lê Minh Hoàng, nguyên giám đốc công ty Điện lực Sài Gòn, bị bãi nhiệm do có sai phạm trong vụ điện kế điện tử. Năm 2006, ông Mạc Kim Tôn, giám đốc Sở Giáo dục Thái Bình, bị bãi nhiệm vì tội lợi dụng chức quyền quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo trang Vietnamnet, bà Hoàng Yến phát biểu lần cuối cùng, nói đến giờ phút này, bà thực sự không oán trách bất cứ ai, bà chấp nhận mọi quyết định của tổ chức. Nữ doanh nhân Hoàng Yến bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cộng sản Việt Nam kết luận là không trung thực trong khi khai hồ sơ ứng cử, không khai việc đã từng là đảng viên và có chồng là một Việt kiều, đang bị Công an Cộng sản Việt Nam truy nã. Ngày 5 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cộng sản Việt Nam tán thành đề nghị bãi nhiệm đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến. Sau một thời gian lùm xùm thông tin, bà Hoàng Yến đã viết đơn xin từ nhiệm vào tháng 5. Nhưng Quốc hội Cộng sản Việt Nam chỉ cho phép đại biểu từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Vì thế, bà Yến đã phải tiếp tục trải qua sự phán xét của Quốc hội. Người quan sát thì cho rằng bà là phe cánh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, có sự mâu thuẫn thanh trừng nội bộ nên bơi móc vụ việc rùm beng thêm. Ngân hàng Trung ương Việt Nam lại hạ lãi suất điều hành. Hôm qua, 25 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã loan báo quyết định đồng loạt giảm các lãi suất điều hành và hạ trần lãi suất tiền gửi bằng tiền đồng Việt Nam trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống và kinh tế đang có những dấu hiệu suy thoái. Kể từ ngày 28 tháng 5, lãi suất tái cấp vốn được giảm từ 13% xuống còn 12% một năm. Lãi suất này đã được giảm 2 lần trong năm nay. Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng giảm lãi suất tái chiết khấu từ 11% xuống còn 10% một năm. Trong hai thập niên qua, kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng cao, nhưng trước tình hình lạm phát lên tới 23% vào tháng 8 năm 2011, cùng với thâm thủng mậu dịch cao và trị giá nội tệ sụt giảm mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải tìm một mô hình phát triển mới. Những biện pháp tăng lãi suất và giảm đầu tư công đã giúp kiềm chế lạm phát. Cụ thể là chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 vừa qua đã giảm xuống còn 8.34% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng những biện pháp đó cũng đã ảnh hưởng đến tăng trưởng. Tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam trong quý 1 năm 2012 chỉ đạt 4%, mức thấp nhất từ 3 năm nay. Chính phủ Cộng sản Việt Nam hiện đang đứng trước một tình thế nan giải, không biết là nên tiếp tục kiềm chế lạm phát hay duy trì tăng trưởng. Năm ngoái, mức tăng trưởng của Việt Nam chỉ đạt 5.9%, thấp hơn mục tiêu đề ra là 6%. Năm nay, chính phủ Hà Nội vẫn đề ra chỉ tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6.5%, nhưng các chuyên gia kinh tế dự báo là mức tăng trưởng 2012 sẽ thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đề ra. Gà bẩn độc hại nhập lậu từ Trung Cộng tràn về chợ Hà Nội, tin từ Việt Nam. Gà bán nguyên con với giá siêu rẻ tràn lan tại Hà Nội mà người ta nghi xuất xứ từ Trung Cộng có thể gây ngộ độc. Đợt kiểm soát của Chi cục Thú y Hà Nội hôm 25 tháng 5 cho biết gà nguyên con siêu rẻ được bày bán tại một số chợ thuộc quận Hoàng Mai và quận Thanh Xuân, Hà Nội với giá 30.000 đồng. Theo ông Chi cục trưởng Cấn Xuân Bình, 31 sạp chợ bày bán gà siêu rẻ mà người ta nghi là gà bẩn từ Trung Cộng tràn sang.
Tin này được một số người bán xác nhận và cho biết đã mua gà nguyên con từ Trung Quốc đưa về, làm thịt sạch sẽ rồi tung ra chợ bán. Vì giá mua thấp nên dù họ bán mỗi con gà thịt giá 30.000 đồng vẫn còn lời chán. Một vài người cũng bán cho biết quán phở ở Hà Nội rất chuộng loại gà bẩn này nhờ thịt dai và xương cứng. Trước đó, ngày 10 tháng 5, người ta bắt được quả tang một chiếc xe chở 2 tấn gà Trung Quốc nhập lậu không kê khai nguồn gốc, cũng không có giấy chứng nhận đã kiểm dịch khi băng qua biên giới. Còn theo báo Lao Động, đó là loại gà 3-0 vì không có dấu kiểm dịch, không có nguồn gốc và không ai bảo đảm vệ sinh thực phẩm. Một chủ sạp thịt gà nói rằng gà 3-0 bán rất chạy nhờ giá rẻ. Báo Lao Động còn cho rằng loại gà 3-0 này được ngâm trong các thùng chứa thuốc bảo quản, nhuộm màu, đặc biệt là gà đang trong quá trình phân hủy, ôi thối. Lửa thiêu rụi hơn 1.000 m² nhà xưởng, một số công nhân ngạt khói. Tin từ Việt Nam cho hay, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ diện tích hơn 1.000 m² nhà xưởng của công ty cổ phần dệt Đông Nam, làm hàng chục công nhân đang làm việc bên trong một phen hoảng loạn. Vụ cháy xảy ra vào chiều ngày hôm nay, 26 tháng 5, tại đường Âu Cơ, quận Tân Phú, Sài Gòn. Theo thông tin ban đầu, trong lúc các công nhân đang làm việc thì ngửi thấy có mùi khét. Sau đó một ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ bông gòn nguyên liệu để bên trong công ty. Ngay lập tức, mọi người cùng nhau dập lửa, nhưng do đám cháy quá lớn nên không có ai có thể đến gần được. Đám cháy khá lớn khiến một số công nhân bên trong không kịp ra ngoài đã bị ngạt khói. Xe cứu thương được điều động khẩn cấp chuyển các nạn nhân đi. Hiện thiệt hại vẫn đang được thống kê, nguyên nhân đám cháy vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Dân khai thác thiết lậu mở đường hầm ở Đà Lạt, tin từ Đà Lạt. Tại thành phố Đà Lạt, người ta lén khai thác mỏ thiết bằng cách mở một đường hầm nằm ngay phía dưới thung lũng Tình Yêu. Bắt chước mô hình địa đạo Củ Chi và đường hầm vận chuyển ma túy ở biên giới Mexico và Hoa Kỳ. Theo báo Thanh Niên, Ban lý quản lý rừng Lâm Viên thuộc thành phố Đà Lạt sáng ngày 25 tháng 5 đã khám phá một cửa hầm khai thác thiết lậu ngay phía dưới khu du lịch thung lũng Tình Yêu. Miệng hầm có đường kính rộng khoảng 8 tấc và chỉ cách chòi canh gác của ban quản lý khu du lịch thung lũng Tình Yêu khoảng 30 thước. Dân khai thác thiết lậu trổ 3 lỗ thông hơi xuyên vào địa đạo. Đường hầm sâu hơn 10 thước, từ đó dẫn vào địa đạo bằng nhiều ngã rẽ khác nhau. Bên trong đường hầm, người ta tìm thấy một số máy nổ, máy thổi khí, 8 chiếc xe rùa để vận chuyển quặng thiết, cùng với nhiều dụng cụ khác, thực phẩm để lăn lóc khắp nơi như bánh mì, bia, nước giải khát, v.v. cho thấy việc khai thác quặng thiết đang diễn ra đều đặn trước khi bị phát giác. Theo báo Thanh Niên, việc khai thác quặng thiết vô tội vạ đã diễn ra ở khu vực thung lũng Tình Yêu cách đây 3 năm. Chính quyền hay biết việc này nên tìm cách ngăn chặn. Sau 3 đợt giải tỏa xử phạt, chính quyền thành phố Hà Nội, Đà Lạt không chú ý đến tình hình khai thác quặng vì cho rằng mọi việc đã chấm dứt. Tuy nhiên, sau khi chính quyền rút đi thì nhóm thiết tặc tiếp tục hoạt động bằng cách mở một đường hầm dài 700 m và âm thầm khai thác quặng lậu dưới mặt đất. Ở phía trên, người qua lại không hề hay biết về hoạt động rầm rộ bên dưới. Chính quyền thành phố Đà Lạt cho biết sẽ cho nổ mìn để phá hủy đường hầm bí mật này. Bắt đường dây diễn viên người mẫu bán dâm giá ngàn đô. Đường dây mại dâm quy tụ hàng chục cô gái, núp bóng người mẫu, tài tử điện ảnh vừa bị Công an Cộng sản Việt Nam phá vỡ tại Hà Nội và Sài Gòn. Tại Hà Nội, chiều ngày 24 tháng 5, hai thành viên của đường dây này bị bắt tại trận đi khách ở hai khách sạn của thị xã Sơn Tây và thành phố Hà Nội. Theo báo Thanh Niên, một trong hai cô gái bán dâm này là người mẫu Hồng Hà, kim tài tử điện ảnh, 23 tuổi, cư dân Thái Bình, từng xuất hiện trong một số phim truyện Việt Nam như Ai, Giấc mơ biển, Một thời ta đu đuổi bóng, Pha lê không dễ vỡ, Mùa thu đi một nửa, v.v. Khi bị bắt, cô Hồng Hà khai là người mẫu của công ty thời trang Elite. Tuy nhiên, giám đốc công ty này đã phủ nhận. Cuộc điều tra ban đầu của công an nói rằng giá một lần đi khách của cô Hồng Hà lên tới 1.000 đô la. Ngoài ra, khi các đại gia có nhu cầu đưa gái gọi đi nghỉ hay đi du lịch nước ngoài, cứ 4 ngày phải trả, các đại gia phải chi trả từ 50 đến 60 triệu đồng, không kể chi phí ăn ở đi lại cho các cô gái gọi cao cấp này.
Cũng theo báo Người Lao Động, đây là đường dây mại dâm quy mô nhất tại Việt Nam từ trước đến nay, hoạt động rộng khắp suốt một thời gian dài mà không bị lọt lưới. Báo Người Lao Động cũng cho biết trước đó, người ta cũng khám phá một đường dây gái gọi quy tụ toàn nữ sinh, sinh viên trường đại học tại Hà Nội trước khách với giá 100 đô la mỗi lần. Sông Hậu tiếp tục sạt lở, nuốt chửng 15 nhà dân. Khoảng 5 giờ 30 phút chiều hôm nay 26 tháng 5 giờ Việt Nam, tại khóm Bình Thới 1, phường Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng ven bờ sông Hậu, làm sụt lún bờ kè, cơ sở sản xuất nước đá và ảnh hưởng đến 15 nhà dân. Theo đó, vụ sạt lở kéo dài gần 100 mét, ăn sâu vào đất liền 25 mét, làm sụt lún hoàn toàn nền móng, công trình kè cơ sở Thái Bình và làm 6 căn nhà lọt thỏm xuống sông. Rất may vụ sạt lở không gây chết người. Chính quyền địa phương đã phong tỏa vụ sạt lở và cho người trực 24/24, nghiêm cấm người dân ra vào vùng nguy hiểm. Theo khảo sát ban đầu và nhận thấy, tại khu vực sạt lở đã xuất hiện các vết nứt mới kéo dài hơn 120 mét, ăn vào đất liền hơn 25 mét. Địa phương tiếp tục vận động huy động các hộ trong tầm bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn. Theo ông Trần Anh Thư, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện nay có 56 đoạn sông có nguy cơ sạt lở đất cao, trong đó có 8 đoạn được cảnh báo mức độ rất nguy hiểm, 38 đoạn ở mức độ nguy hiểm và 10 đoạn ở mức độ trung bình. Theo ông Thư, thời gian tới, vấn đề sạt lở sẽ có những diễn biến phức tạp hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.